đó, thay vì IELTS thì nó cũng vì thôi, không có nên kết quả lý do gì hết. Vì cái lý gì đây, cái mệnh đề nêu ra cái nguyên nhân lý do hoặc là gì đó, à mình thì sao, thì cô nói là gì đây, à vì là gì, à chim em chạm ơn một cha sao, vì là không, à hôm qua là đêm mà không ngủ được cho nên là buổi sáng lại cô gì đây mệt mỏi đó, nó đơn giản như cũng giống như là cái dạng a sơ với cái trường hợp này. Và mình không nghe nói người ta là a sơ mà người ta dùng a casual, à rồi người ta nêu cái lý do đó. Diễn tả cái nguyên nhân như cô nói, nguyên nhân lý do và phương pháp đấy. Cái nguyên nhân, diễn tả nguyên nhân là không ngủ được cho nên là nó dẫn dẫn ra cái nguyên cái kết quả là nó gì đây, à chu phi con tha tạ chẳng hạn. Rồi cái trong trường hợp là tiếp theo ví dụ như là gì đây, à vì sao gì đây bạn không mua chiếc xe này chẳng hạn, à vì nó đắt quá, thay vì là gì đây nộ mua vì xa sao. Ở đây người ta không biết visa sơ, người ta nói là nụ visa ca chữ cho nên là chỉ có một sai cái sợi ạ, bây giờ là không thể mua à, vài vài năm sau hoặc là vài tháng sau mà dành dụm đủ tiền để mua, bây giờ chưa có khả năng chẳng hạn. Thì trong cái cấu trúc này ở đây nó không cũng không có gì là mờ khó gì cả, như cô nói các bạn cứ tưởng tượng như nó là a sơ. À thì ở trong trường hợp này, tại vì hồi nãy cô nói này, hai ví dụ cụ thể này. Cô nói là hôm qua cũng không ngủ được. Ok. Cảm ơn. Một cha ca chị cô. Một cha tạ đi với a ca chữ cô thì chỉ việc bỏ tạ đi và đi với ca chữ cô thôi, tại vì đây đã có a rồi thì hai chữ a đang nhìn đây gặp nhau nó bị lược bỏ một chữ a, đáng lẽ là kha a ca chữ cô đúng không, nếu mà kết thúc bằng a thì kha này gì đây nó có một chữ a thôi và nó không có chim thì mình sẽ bị lược bỏ một chữ a, thì chỉ còn là kha chậm một cha ca chữ cô một cha tạ nha. Ô che chạm một cha ca chữ cô cho nên là gì đây, à chim mê cô nương, à chim mê chẳng hạn, hoặc là quý à chim mê thôi, à chim mê nó mua phí con nghèo. Thay vì a sơ một cha sơ, nhưng mà bây giờ các bạn không thấy người ta dùng a sơ nữa, người ta dùng gì đây, cha chiều cô. À, vì sao mình nghe nói cha chiều cô, cha chiều cô, cha chiều cô nhiều quá, mà cái này là cái gì, nó cũng giống như là ai sao trong văn nói người ta sử dụng nhiều lắm đấy các bạn. Ví dụ cô nói chiếc xe mới này rất là đắt. C cha tông cha. C cha tông cha ca. Hoặc là cha tông cha nưng, mình muốn nói cái này ra mình là dùng ung nưng để trả từ chủ ngữ. Cái gì cái xe mới này? Nó mu bì sa ca chữ gô. Bì sa ta cũng không có chim a thì là cũng một chữ a đi với ca chữ gô thôi. Nó mu bì sa ca chữ gô. Cho nên là gì đây, à chi cưng bây giờ vậy chắc là không thể mua được một xa kết xây à, vì không có tiền đủ tiền gì đó.
Thế bây giờ mình mua cái gì đó, mình bảo à ví dụ như cô nói à, sao đổi nó vậy, ví dụ như mình sao đổi nó đẹp mà chẳng hạn, các bạn mới bảo là à đẹp nhưng mà gì đây không vừa, nó cái kiểu kích thước nó hơi nhỏ hoặc là gì đây, cái size nó hơi nhỏ cho nên là gì đây, vì cái size nó hơi nhỏ nên là đây đã đổi lại cái khác. À, thì ở đây cô có ví dụ như cô nói ở sao đôi giày này đẹp mà các bạn nên lại đi đổi lại, bảo là đẹp nhưng mà size chưa ca. Chả ca sò nhầm, thay vì chả ca sò thì ở đây chả ca ca chữ vô, chả ca ca chữ vô cho nên là gì đây, khiêu hoan hết rồi ô. Khiêu hoan hết rồi à, khiêu hoan là đổi cái khác đây mà. Còn gì đây, hoan vu là đổi lấy tiền, đổi cái khác tại vì gì đây size nó hơi nhỏ nên đổi cái to hơn. Sao vậy ra cha cao sơ hoặc là vậy khơ sơ ở nhà khơ cao chiều vô để cô dành cho chút mình với ai sơ hoài, tại vì nó hơi giống nhau cho nên là dành ai sơ. Thay vì những chỗ này mình dùng ASL, nhưng mà bây giờ có ngữ pháp cao cấp hơn nữa đối với ASL nữa trong văn nói, hôm nào mình chỉ sử dụng ASL nó quen hoặc là gì đây nó thấy là quen thuộc quá, bây giờ mình đổi lại cấu trúc mới trong văn nói mình. Và khi người ta nói casual không biết là ASL thì biết, nhưng mà casual không biết là cái gì đó thì là gì đây, phải học cho biết. Và sử dụng bình thường trong văn nói người ta sử dụng cấu trúc này rất là nhiều thay thế cho ASL. Nhiều khi người ta nói ASL nhưng mà người ta không nói người ta thấy Kajigo này à. Chào mừng một cha Kajigo hoặc là dễ cha tâm cha nổ mô bi sa Kajigo hoặc là dễ cha ca Kajigo. Bảo là sao cái món này bạn không ăn sao à, bạn không ăn cái món nem nhân này, mình mới bảo là vì món nem nhân này hơi cay hoặc là quá cay cho nên là tôi không thể ăn, hoặc là không ăn hoặc là không thích thì không muốn ăn gì đó. Thì thay vì mình nói là gì đây nem nhân thì thường thường là nem nhân cũng có mình hơi cay hoặc là bibim nhân gì đó, cái món món bibim là cái món mì mà trộn á à. Bi 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 mèo hoặc là nem mèo đi nổ mu mèo qua ca chỉ quốc cho nên là gì đây à mô coi hoặc là mô mô coi à, cái món gì để mình cảm thấy nó cay đó, cái món gì chẳng hạn như món gì cay nhất này, món gì mình có thấy nó cay nhất này, ví dụ như chăm bông đi. Chăm bông là cái món cay thượng hạng luôn đó à, không có cái chăm bông nào mà không cay chứ. Ví dụ như là nem nhân thì người ta không bỏ cay vô thì nó không cay, nhưng món chăm bông đặc biệt là phải cay, anh không có món chăm bông nào không cay hết, chăm bông ấy. Hoặc là những cái món khác ví dụ như là cằm cha thăng gì đó, những món đó đều là món cay hết à, à, bây giờ cô nói là bibimbap đi, là món mì trộn bibimbap nhi nổ mu mẹp tà, khi đi với đuôi a ơ đây a ơ chi tà, tất tần tần như đuôi a ơ hoặc là đuôi bắt đầu bằng nguyên âm nó đều bị bắt quy tắc, thì mẹp tà này bị bắt quy tắc biến thành u, không có đồng u rồi thì mình thêm vào ơ mèo qua ca chỉ có à mèo qua ca chỉ có cho nên là gì đây à mò coi hoặc là mù mò coi à hoặc là mò coi xíu coi à. Các chị cô này các bạn cứ nghĩ nó như là ASL thì sử dụng rất là đơn giản, như cô nói hôm nào sử dụng ASL bây giờ thôi đổi từ hôm nay học ca chị cô rồi đổi đi cho nó quen.
Tại vì ai sử dụng cũng quen rồi đúng không? Đổi cho nó mới mới một chút xíu trong những trường hợp này. Nó giống như ISO. Thay vì ISO thì có thể là mình cho casual cho nó ngữ pháp mới, ngữ pháp mà cao hơn là ISO nữa. Rồi, đó là nghĩa thứ nhất của nó. Nó mang nghĩa tương tự như ISO, diễn tả nguyên nhân, lý do hoặc là cái phương pháp gì đó. Của gì đây? Gây ra của mà đề trước và gì đây? Nó dẫn tới cái lý do, cái nguyên nhân ở mà đề sau này. Nêu ra cái lý do hoặc là phương pháp gì đó để gì đây? Để tạo ra cái nguyên nhân ở mà đề sau. Những cái đơn giản như thế, tại vì những chỗ này là ISO và những cái nguyên lý do nguyên nhân nó đơn giản. Rồi bây giờ đó là nghĩa thứ nhất của nó. Nó có nghĩa là vì. Vì nó cay nên tôi không ăn. Vì mệt, vì không ăn ngủ được nên hôm nay mệt. Vì là đắt nên là chắc là không thể mua. Vì nó nhỏ nên tôi đổi lại. Đó. Để cái gì để kích thước kích cỡ hoặc là sai cái size nó nhỏ đổi lại. Đó, trong những trường hợp này. Tiếp theo, tại vì cô không cho nhiều từ mới, vì mình chưa học từ mới nên đôi khi cô cho vào thì nó hơi khó. Những ví dụ như cái đơn giản thôi, đơn giản dễ hiểu. Các bạn học, cô cho từ mới, các bạn học từ mới và thì cô cho vào cái các bạn hiểu ngay nó là cái gì. Nên là không có từ mới nên hơi khó. Ví dụ như cái đơn giản thôi. Còn mình có từ mới rồi thì là gì, mình chỉ cho vào mình làm thôi. Nếu mà có từ mới thì cô ứng dụng từ mới vào luôn. Mà tại vì cô cho chưa cho từ mới thì để mới để hôm sau ứng dụng vào nói nghe ha. Bây giờ các bạn đánh dấu nghĩa thứ hai của nó, tiếp tục lý thuyết. Rồi các bạn ghi cho cô nha. Gây. Cấu trúc này còn diễn tả sự liệt kê những hành động. Cấu trúc này còn diễn tả sự liệt kê những hành động. Cấu trúc này còn diễn tả sự liệt kê những hành động có sự nối tiếp nhau về mặt thời gian. Tiếp sau về mặt thời gian. Chấm. Sau khi hành động thứ nhất xảy ra thì mới có hành động thứ hai. Thì mới có hành động thứ hai chấm. Do đó
Ở trong trường hợp này nó chỉ đi với động từ. Do đó, ở trong trường hợp này nó chỉ đi với động từ. Do đó, nghĩa thứ hai của trường hợp này này, nó chỉ đi với động từ, không đi với tính từ. Tại vì diễn tả hành động này rồi sao đến hành động sau, không diễn tả tính từ. Nếu như nó có nghĩa vì thì cả động từ và tính từ đều đi được. Như hồi nãy cô nói vì đó, papa so đấy, hoặc là vì khi con hề so ở nhà mẹ, khi con he ka chiu go, papa ka chiu go, papa ka chiu go, thì đi đấy, đều tính từ đều đi được vì diễn tả lý do. Vì thì cả hai đều đi được, nhưng trong nghĩa thứ hai này của nó diễn tả hành động, nó mang nghĩa khác. Nó diễn tả hành động này rồi đến hành động kia, sau khi hành động trước kết thúc rồi mới đến hành động sau, thì diễn tả hành động thôi. Thì ở đây trong trường hợp này nó chỉ đi với động từ, tính từ không. Thì ở đây a ơ, động từ đi với a ơ, ta chỉ có. Nghĩa thứ hai của nó ở đây tương đương với nghĩa tiếng Việt là sau khi. Sau khi làm hành động mình làm gì đó đó, đó. Sau khi làm hành động gì đó chấm 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 chấm. Sau khi làm rồi đến hành động tiếp theo. Hai ý nghĩa khác nhau. Một câu chút nhưng mà hai nghĩa. Hai nghĩa, không những là hai nghĩa mà nó đi cùng khác nhau mà. Thằng này nó chỉ đi với động từ. Cho nên khi mình diễn tả cái nghĩa nó là sau khi rồi thì nó không đi với tính từ, các bạn không dịch nó là sau khi. Cho nên là chỉ có động từ mà thôi. Chỉ có động từ tùy theo hoàn cảnh. Nếu như trong trường hợp này mình dịch vì nên nó không hợp thì là nó có nghĩa là sau khi. Đó. Hai nghĩa mình diễn tả hai nghĩa là làm gì? Để mình sử dụng cả hai nghĩa mình đều sử dụng được nó, và khi để mình nhìn thấy cái nghĩa nó hoặc là nghe nói thì mình cũng dịch được hai khía cạnh. Chỗ này mình nghe chỗ này không phải là vì mà người ta nói là sau khi này, hoặc là chỗ này động từ là người ta không nói là sau khi mà người ta nói vì đây. Đó. Mình cũng thế. Rồi bây giờ tiếp tục, bây giờ giữa hành động nào rồi đến hành động đó. Ví dụ như cô nói cô rửa hoa quả. Sau khi cô rửa hoa quả rồi cô để vào tủ lạnh. Đó. Hai hành động phải liên quan mật thiết với nhau nha. Chứ không phải sau khi mình có hu ê, mình có tà âm mê đúng không? Nhưng mà tà âm mê hu ê là khi hành động này rồi, làm hành động này rồi rồi, sau đến hành động khác. Ví dụ như cô giặt giũ quần áo xong cô đi rửa chén, hai hành động khác nhau. Sau khi cô làm hành động này rồi, cô đến hành động kia, hai hành động khác nhau đúng không? Nhưng ở đây nó phải liên quan mật thiết với nhau. Nó giống như cô nói đấy, nghĩa thứ nhất và nghĩa thứ hai nó giống như ai sơ vậy đó. Các bạn rửa hoa quả rồi, các bạn đem cái hoa quả đó các bạn đi để vào tủ lạnh. Đó, hai hành động liên kết với nhau nha, chứ không phải làm hành động này rồi để làm kia, các bạn dùng cà chi cô là sai. Các bạn phải hiểu như thế, cô nói là các bạn phải ý hiểu như thế. Ví dụ như trong trường hợp mình có rất là nhiều cái sau khi, ủa sau khi nhiều quá, huê tạ mê chẳng hạn. Huê tạ mê là bằng nhau, hai cấu trúc bằng nhau, tạ mê bằng với huê. Thay vì mình có ưng đương huê thì mình có ngữ pháp tương đồng là ưng đương tạ mê sau khi làm gì đó. Nhưng cái cấu trúc này là đối với như cô huê hoặc là tạ mê thì cô có hai cái, như cô nói là dọn dẹp vệ sinh rồi rửa chén chẳng hạn. Chân so han huê hoặc là tạ âm mê, hoặc là han tạ âm mê, hai cái bằng nhau, cái nào cũng được. Thì là gì đây? Rửa chén soi coi gì sơ cơ chi rưng hèo. Sau khi làm hành động này rồi đến hành động kia, hai hành động khác nhau, mình muốn sử dụng hành động này, sau khi các bạn làm này sau đến hành động khác, đâu liên quan gì đến nhau, một cái mật thiết. Hoặc là cô không muốn rửa chén, cô làm hành động khác, cô giặt giũ, không muốn giặt giũ nên làm bài tập nghe nhạc xem phim gì đó. Đó, đó là hai của sau cái hu e và sau khi của cái thằng này.
Còn cái sau khi này là nó khác, nó phải liên kết với nhau nha. Như cô nói, cô rửa cái hoa quả đấy, rồi cô phải đem cái hoa quả đấy đi để vào tủ lạnh. Đó, thì người ta mới nhấn mạnh với mình là có hành động trước thì mới dẫn đến hành động sau. Hai hành động nó phải liên kết với nhau, chứ không phải muốn hành động này rồi sau đến hành động kia. Rồi chỗ này mình dùng hai cái trường hợp là sai, tại vì đâu liên kết với nhau. Hai hành động này hoàn toàn khác nhau mà. Một hành động là gì đây? Là dọn vệ sinh. Một hành động là rửa chén, đâu có liên quan gì hả? Các bạn làm gì cũng được, các bạn làm gì trước cũng được, các bạn làm gì sau cũng được. Đó, như cái đây các bạn phải liên quan một thiết với nhau. Các bạn rửa hoa quả rồi các bạn mới để vào tủ lạnh. Bây giờ mà các bạn rửa hoa quả rồi các bạn làm việc gì khác nữa thì mới dùng hu e. Còn bây giờ cô có cái trường hợp đó thì cô phải dùng gì? Can trường hô liên kết với nhau. Rửa hoa quả rồi đem, sau khi rửa hoa quả rồi đem cái hoa quả để vào tủ lạnh đó. Vẫn một cái vật đó, và hành động là rửa cái vật đó rồi đem cái vật đó, vẫn đem cái vật đó đi hành động vào, là bỏ vào tủ lạnh đó. Hay nói cách khác đơn giản nhất là vẫn là cái vật đó, vẫn hiện tượng đó, không phải hiện tượng khác, phải hành động khác nha. Ở đây cô có là khoai in. Cho nên là vì sao mà các bạn học ngữ pháp này, cô phải diễn tả cho bạn từng ly từng tí. Có rất nhiều cái sau khi, có rất nhiều cái vì như thế này này. Và mình học cô hệ sơ cũng là vì quá trời cái nhiều vì luôn. Tuy rất là nhiều vì nhưng mà nó không giống nhau. Trường hợp nào dùng cái này, trường hợp nào không được dùng. Đó, nó như thế. Nó tuy có nghĩa tiếng Việt mình na ná nhau, nghĩa tiếng Việt mình thì vì cái gì cũng được. À vì hay là do nó giống nhau đúng không? Nhưng cấu trúc của tiếng Hàn nó khác. Vì cái này trong phạm vi nào, vì cái kia trong phạm vi nào, hoặc là sau khi cái này trong phạm vi nào, sau khi cái kia trong phạm vi nào mới được sử dụng. Đấy, cho nên là cái học ngữ pháp này phải tỉ mỉ hơn tí xíu để mình nói hoặc là mình sử dụng cho đúng, và người đối phương của mình nghe nó không bị hiểu lầm, hoặc là mình nghe lại không bị hiểu lầm cái câu đó. Thì là gì đây? Chỗ này ví dụ là khoai đơn. Xích này kết thúc bằng y, cô đi với ơ ca chị cô, xích sơ ca chị cô. Rồi cô đi gì đây? Nén trang khô á, nở bơi ạ. Để ô tô lạnh. Đó. Rồi bây giờ cô thêm một hành động nữa. Cô giặt giũ, giặt quần áo rồi cô đem đi phơi. Phải liên kết với nhau nha. Cô giặt quần áo rồi cô mới có quần áo để phơi. Và phơi là phơi cái gì? Phơi cái quần áo đó luôn. Đó, như cô nói đấy, cái một cái vật gì, vật làm hành động nó là rửa một cái vật này. Rồi hành động thứ hai là cũng là cái vật này, nhưng mà đem đi để vào tủ lạnh, chứ không phải là hành động khác ngay trong cái trường hợp này. Cô nói đi nói lại để mơ mốt mà có cho vào, không phải chỗ nào cũng cho vào được sau khi đi nha. Bây giờ hue à, hue và tạm mê cũng là sau khi, cái này cũng là sau khi thôi, cho đại cái nào cũng được, không phải à. Đến lúc cô sửa và các bạn hỏi ủa sao cái này cũng là sau khi và cô sửa nha. Đến những trường hợp đấy nha. Ví dụ như cô có là gì đây? Băng la. Băng la, giặt giũ, cô giặt giũ xong rồi cô đi phơi quần áo. Băng la, giặt giũ xong mới được phơi đây. Hành động là cũng hành động này, mà hành động là gì đây? Băng la tạ, ví dụ như quần áo. Đó, để cho một cái vật này. Ủa sư băng la hê ca chì gu. Rồi đem cái ột này, cũng là ột xương này đi. Nở đây à. Cái khoai này rửa rồi cũng là cái khoai này, đem cái khoai này để vào tủ lạnh. Sau khi rửa nó rồi cô đem vào tủ lạnh.
Ụt này sau khi cô gì đây giặt giũ nó rồi cô đem đi phơi vẫn là một cái này, vẫn là một gì đây, một danh từ này, cái vật này mình hành động cái này xong tiếp tục mình hành động này xong đem nó đi làm gì nữa, đem nó đi làm tiếp liên quan đến nhau chứ không nói là ổ xưng ban lê hai ca chị gô rồi mình là gì suy ơi rồi nha. Đó, nó liên quan với nhau. Một hành động là gì đây? Giặt giũ một hành động là nghỉ ngơi. Đó, mình phải có cái này này, cái này nó đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi. Đó, phải liên quan đến thằng ụt này. Thằng ụt này làm gì rồi? Rồi sau đó làm thằng ụt này nữa là cái gì nữa? Đấy. Gai bây giờ ví dụ như là ngày mai khi đi leo núi tôi làm đồ ăn ở nhà rồi sau khi tôi làm đồ ăn ở nhà rồi thì tôi mang theo à tôi sẽ mang theo đi 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 đến đó hoặc là gì đó vân vân à này đây à ngày mai bạn mình đi leo núi bạn mang gì theo gì đó bạn có mang gì theo không thì cô trả lời là nè yên từng sang hai tay hoặc là cô nói nè in từng san đi leo núi khi đi leo núi từng san ha tà đi với in nên tê cấu trúc này mình học ở lớp 2 rồi từng san hành tê thì cô gì đây chip bè sơ cô sẽ làm đồ ăn tại nhà chip bè sơ mạnh tương cố làm ở tại nhà làm đồ ăn đó thế vì sao ông xích mạnh tương cố ông xích cưng à nhầm mạnh tư ra ca chỉ gỗ rồi cô gì đây thanh coi à hoặc là có ai tác động đến mình thì cô nói là thanh kèo còn không là cô sẽ thôi à. Nên từng san hành tê chiếc bè sót ôm chiếc cơn bằng tơ ra ca chỉ gỗ gì đây thanh coi à cô làm cái món ăn này làm xong rồi thì cô ra đem gì đây làm món ăn này rồi cô cũng đem cái món ăn này đi chứ không có đem cái gì khác cũng không phải chuyển qua hành động khác cũng là một cái món ăn này mà tác động hai hành động đến món ăn này là làm cái món này rồi đem cái món ăn này đi đó hiểu như thế cho nó dễ. Rồi ok ha, bây giờ đã hiểu hết chưa? Trong nghĩa này, trong cấu trúc này có hai nghĩa giống như là hai ngữ pháp rồi, tại vì mình tìm hiểu mỗi nghĩa riêng của nó là gì đây. Ví dụ riêng cũng giống như nó hay là hai ngữ pháp. À, và hôm ngữ pháp trước của mình đã là ngữ pháp gì? Ngữ pháp Unrunman Hata. À Unrunman Hata. Thì bây giờ hai cấu trúc này các bạn ok hết chưa? Nếu như đã ok hết rồi thì mình vào làm câu ha. Làm thử ví dụ nha. Còn có gì để hỏi cô nữa không? Trước khi làm bài tập. Không có gì để hỏi thì cô cho các bạn vài câu ví dụ ABAB kết hợp ví dụ giữa ngữ pháp hồi nãy và ngữ pháp bây giờ à, mình học luôn ngữ pháp thứ nhất và ngữ pháp thứ hai luôn ha. Câu thứ nhất. Các bạn A bảo là cái quần ngắn đúng không? Quần ngắn đúng không? Bạn B bảo là vâng, hơi ngắn nhưng mà đáng để mặc. Ví dụ như vì nó đẹp đó, ngắn nhưng mà đẹp đó nên là đáng để mặc. Thay vì không có lý do vì nên thì người ta nói như thế là mình hiểu ngay rồi đó.
Rồi tiếp theo. Cái điện thoại này. Cái điện thoại này. Đắt đúng không? Điện thoại này đắt đúng không? Điện thoại này đắt đúng không? Bạn kia mà trả lời: vâng, đắt nhưng đáng để mua. Ví dụ như trong lý do nào đó, người ta đáng để mua là rất nhiều lý do, ví dụ là đẹp hoặc là gì tốt, vân vân. Câu tiếp theo. Cô ơi, vâng làm sao cô? Hả? Cái bạn B trả lời là vâng làm sao cô? Vâng, đắt nhưng mà đáng để mua. Rồi, câu tiếp theo. Cái quần này đẹp này. Sao bạn không mua? Quần này đẹp này, chấm, sao bạn không mua? Bạn kia mới bảo: vì cái lưng nó hơi rộng nên là tôi không mua. Vì cái lưng nó hơi rộng cho nên là tôi không mua. Vì cái lưng nó hơi rộng cho nên là tôi không mua. Câu tiếp theo.
Rồi câu tiếp theo nha. Thường nếu như thời tiết đẹp thì bạn làm gì? Thường á. À nhầm nha. Nếu như thời tiết đẹp thì bạn thường làm gì nha? Cô nhầm. Nếu như thời tiết tốt đấy, hoặc là thời tiết đẹp đấy, thì bạn thường làm gì? Bạn Kim mới bảo tôi sẽ gặp gỡ bạn bè rồi sau đó, hoặc là sau khi hồi nãy đó, rồi sau đó đấy, gặp gỡ bạn bè sau khi sau đó đấy, rồi sau đó cùng nhau xem phim. Tôi gặp gỡ bạn bè rồi sau đó cùng nhau xem phim. Tôi gặp gỡ bạn bè và sau đó cùng nhau xem phim. Rồi câu tiếp theo. Ai nhầm. Thời tiết tốt. Ở đây có các bạn đổi câu cho cô là tâm trạng tốt nha các bạn. Thường à, tâm trạng tốt thường thì bạn làm gì? Nếu như tâm trạng tốt thì thường người bạn làm gì nha? Cô lại nhầm tới cái hôm mà Diễm bảo là thời tiết tốt mình cũng vô đi xem. Nhầm, cô đọc nhầm rồi. Giờ mình nghĩ lại thời tiết tốt. Tâm trạng tốt nha. Các bạn gạch chữa lại hộ cô ha. Tâm trạng, nếu như tâm trạng tốt thường thì bạn làm gì? Câu đó đây nha. Rồi câu tiếp theo. Nếu như bạn nhận stress, mà bạn bị stress đấy, hay là phạt tài nhận stress đấy. Nếu như bạn bị stress thì bạn thường làm gì? Nếu mà bị chết thì bạn thường làm gì? Bạn khi mới trả lời.